Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trước màn hình anh em đang xem chính là chiếc lọc xì của hãng JVC, và model của nó là SEA7070. Anh em nhớ cho rằng JVC cũng chính là Victor và Victor cũng chính là JVC, chỉ là khác nhau thay đổi cái tên là khi sản xuất ở thị trường nào đó thì nó sẽ cho một cái tên. Ví dụ như thị trường Nhật thì hãng sẽ để là Victor, còn thị trường Mỹ thì hãng sẽ để là JVC. Vì vậy, anh em đâu đó đã từng nhìn những chiếc Equalizer của hãng Victor có model là SEA7070, và những chiếc lọc xì của hãng JVC cũng có model là SEA7070. Thật ra JVC và Victor là một, nhưng mà sản xuất ở thị trường Mỹ thì họ đề là JVC, còn sản xuất ở thị trường Nhật thì họ đề là Victor. Anh em nhớ cho. Và một cái nữa anh em phân biệt rõ nữa là nguồn điện của chiếc lọc xì đó, tức là nó sản xuất ở cho thị trường nào đó thì nó sẽ đề nguồn điện ở nước đó. Ví dụ JVC thì nó sẽ là nguồn điện 120V, còn nếu mà sản xuất cho thị trường Nhật là Victor thì nó sẽ đề là 100V. Những cái đấy thì là những cái mà anh em cần phải tham khảo thêm. Vì vậy, chất lượng sản phẩm của hai chiếc lọc xì này, một cái thì là tiêu chuẩn của Mỹ và một cái là tiêu chuẩn của Nhật. Cái này thì Việt Vinh cũng không cần phải nói nữa, anh em tự đánh giá và nhận xét. Và chiếc lọc xì mà anh em đang nhìn chính là chiếc lọc xì SEA7070 mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Chiếc lọc xì này nó sản xuất cho thị trường Mỹ, cho nên nó lấy tên là JVC. Về các chức năng của chiếc lọc xì này thì anh em có thể tham khảo, cũng rất là nhiều người nói về chiếc lọc xì này rồi. Việt Vinh cũng không cần phải nói sâu vào chiếc lọc xì này nữa. Việt Vinh chỉ nói qua qua cho anh em một chút thôi. Khi anh em mua, chúng ta có thể tự khám phá và tìm hiểu thì nó mới có cái thú vui. Ví dụ như cái phần này là cái phần mà cái chữ của nó này anh em này, Additioner. Đấy, tức là control là bảng điều khiển rồi, Additioner tức là bổ sung. Bổ sung, đây là bảng điều khiển bổ sung, tức là nó bổ sung cái giải trung anh em ạ, giải trung. Còn đây là bát trung chép rồi, anh em chỉnh theo ý thích của anh em thôi. Và điều đặc biệt nữa là chiếc lọc xì này nó có volume, vì vậy anh em có thể dùng chiếc lọc xì này thay cho một chiếc dề. Khi mà chúng ta lắp vào cục power công suất thì chúng ta không cần phải mua dề nữa, vì chiếc lọc xì này nó có volume thì anh em vặn to nhỏ ở phần này. Đấy. Đấy, anh em thấy không? Vì vậy anh em có thể dùng chiếc lọc xì này để làm dề. Còn những cái này là những cái chức năng của nó thôi. Cái này hiện tại Việt Vinh đang bật chế độ Equalizer, tức là bật chế độ Normal. Anh em nhìn thấy chưa? Bỏ xuống thì sẽ tắt chế độ Equalizer đi, tức là nghe direct thẳng đấy, không qua Equalizer, tức là không qua các chế độ cần gạt này. Anh em hiểu không? Đấy. Còn khi bật lên thì nó sẽ nhìn đấy, nó sẽ qua Equalizer. Còn những cái này là cái cổng kết nối của nó thôi. Còn cái phần này là phần mở rộng dài tần của những cái cần gạt này. Đây là phần mở rộng dài tần, anh em nhớ cho. Những cái này khi mà mở rộng thì nó không thay đổi nhiều đâu anh em ạ. Nó không thay đổi nhiều đâu. Việt Vinh nghĩ rằng là nhà sản xuất nó sản xuất ra cái mở rộng dài tần này, Việt Vinh nghĩ là hơi thừa. Tại vì thật ra cái này nó cũng không mở rộng nhiều lắm. Một phần là nhà sản xuất để cho nó đẹp, nó hài hòa thôi. Chứ còn cái dài tần của nó mở rộng ra cũng không nhiều lắm đâu. Chủ yếu là các cần gạt này anh em này. Nhưng mà nếu mà bỏ cái này đi thì lại rất là xấu, thêm cái này vào thì lại rất là đẹp. Đó là sự thiết kế hài hòa của nhà sản xuất thôi. Cái này là nâng dải trung lên, chìm dải trung xuống. Cái này khi mà anh em kết nối chiếc lọc xì Equalizer này vào bộ dàn karaoke thì dùng cái chức năng này này, nó rất là tốt. Còn khi nghe nhạc thì anh em để nấc bình thường thôi, 2/3 là đẹp rồi. Còn nếu anh em hát thì anh em dùng cái chức năng này sẽ tốt hơn, nó sẽ thể hiện rất là rõ ràng. Đấy. Và bây giờ Việt Vinh sẽ cho anh em xem qua cái mặt sau của nó. Đây là mặt trên nóc của nó nhé. Đấy, nó có sơ đồ mạch ở trên này, sờ nó gần gợn rồi nổi lên đấy.
Việt Vinh đang mở nắp 9 giờ. Rất là mới đúng không anh em, rất là mới. Và bây giờ Việt Vinh sẽ cho anh em xem qua cái mặt sau của chiếc lọc xì Equalizer của hãng JVC và model SEA7070. Còn đây là phần mặt sau của chiếc lọc xì Equalizer JVC 7070 mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Đây là một chiếc lọc xì rất là đẹp và chất tiếng của nó rất là hay. Cái này Việt Vinh cũng không cần phải nói sâu nữa, anh em có thể tìm hiểu qua về chiếc lọc xì này. Đây là những cái phần mà vỏ ngoài của nó rất là mới đúng không anh em, rất là mới. Đây là những rắc kết nối của nó, quá mới đúng không ạ, quá mới. Đây là cọc tiếp mát anh em nhé. Nhà anh em mà có đất thì anh em đấu cọc tiếp mát vào đây, tiếng nó sẽ khác đấy, êm ái hơn rất là nhiều và tĩnh tiếng. SEA7070 AC 120V. Và nếu mà sản xuất cho thị trường Nhật thì nó sẽ đề là Victor. Và đây là cái nguồn điện của nó, sản xuất cho thị trường Mỹ là AC 120V. Nếu sản xuất cho thị trường Nhật thì là AC 100V. Anh em nhớ cho. Và đây là số seri của nó, 14700186. Nhà sản xuất họ đề luôn là ký hiệu đây là 120V này, tức là cái cổng chuyển đổi, tức là cái cổng lấy nguồn điện từ trong máy này ra để cắm vào các thiết bị khác thì họ đề luôn là 120V, tức là chú ý cho người dùng. Đấy. Để tránh mất thời gian của anh em thì Việt Vinh đã mở ốc của chiếc lọc xì SEA7070 của hãng JVC. Và đây là những con ốc của nó, anh em nhìn nó mới mức độ này. Đó. Rất là mới đúng không ạ? Và đây là phần nội thất của chiếc lọc xì mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Mạch của chiếc lọc xì SEA7070 JVC này nó tầng tầng lớp lớp anh em ạ. Tầng tầng lớp lớp. Nội thất của nó chắc không cần phải xem nữa tại vì nó quá mới anh em ạ. À, và chiếc lọc xì này nó có phần cầu chuyển điện. Đây là cầu chuyển điện anh em ạ. Khi nào mà anh em muốn chuyển sang điện là 220V hay là 100V thì anh em nhấc cái này ra, trong này nó có ký hiệu hết rồi. Anh em nhấc ra. Nhưng mà mặc định của chiếc lọc xì này là 120V. Khi chúng ta xem cái phần nội thất này, chúng ta thỏa mãn được cái tò mò của chúng ta. Bây giờ Việt Vinh sẽ đóng nắp máy. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng lắng nghe chất âm của chiếc lọc xì Equalizer của hãng JVC model SEA7070. Trăm vô quy vì mưa gió không về.
Anh em vừa nghe qua chất âm của chiếc lọc xì Equalizer của hãng JVC model SEA7070. Khi mà chúng ta dùng những chiếc lọc xì để chúng ta loại bỏ những dải tần thừa và thêm vào đó những dải tần thiếu, và ghép những chiếc lọc xì này vào những bộ dàn karaoke, những bộ dàn nghe nhạc, nó sẽ làm cho bộ dàn hay hơn rất là nhiều nếu mà chúng ta biết chỉnh. Và chiếc lọc xì Equalizer SEA7070 của hãng JVC này, Việt Vinh bán với giá rất tốt cho anh em, với giá 9.500.000 đồng. Đây là một chiếc lọc xì rất là mới. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.